Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về một phần mềm của công ty Antei, đấy là Solid Thinking Compose. Thì để nói qua về Compose thì mình sẽ đề cập một chút về các ứng dụng của nó. Đó là có thể xử lý dữ liệu của CAE này, kết quả đo đạc này, xử lý tín hiệu này, xác suất thống kê này, giải các bài toán cao cấp này, và vẽ đồ thị cũng như là nhập xuất dữ liệu. Thì như các bạn có thể thấy, đây là màn hình làm việc chính của Solid Thinking Compose. Đây là file menu, file toolbar, debug toolbar, project browser, session information. Đây là editor window này, command window. Đây sẽ là hai màn hình làm việc chính của chúng ta. Đây là file browser và library browser. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thao tác tạo ma trận trong Compose. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo về một ma trận đơn giản nhé. Thì các dấu cách để ngăn cách giữa các phần tử trong cột của ma trận và dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các hàng trong ma trận. Đấy. Hàng đầu tiên là 1, 2, 3 và hàng tiếp theo là 4, 5, 6. Thế tạo ma trận thứ hai là tạo dưới dạng vector là như sau. Đây là phần tử đầu tiên, phần tử cuối cùng và khoảng cách giữa các phần tử. Tiếp theo là muốn tạo một ma trận dạng không cho trong Compose, thì mỗi là ma trận có các phần tử là có phần tử là bằng không ấy, c bằng 0. Ba hàng và bốn cột. Thì các bạn đừng nghĩ là cái hàm này có không để làm gì nữa. Cái này để tạo, có thể dùng để tạo trước một cái kích thước cho một ma trận. Tương tự vậy, đã có số 0 thì mình sẽ tạo được ma trận có số 1, các phần tử là số 1, hàm 1. Tiếp theo là mình sẽ đưa ra một ma trận mà ở đó các phần tử là một các số, một số bất kỳ chạy trong khoảng từ 0 đến 1. Đó là mình ren. Xong. Đấy. Các số này, các phần tử này đều có giá trị chạy từ 0 đến 1. Đó kích thước là ma trận 2x3. Xong ma trận rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các thuật phép toán trong ma trận, giữa các ma trận với nhau. Đây mình sẽ tạo qua một ma trận, để hai ma trận là ví dụ nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một lệnh để là tiến hành làm một ma trận chuẩn bị. Ví dụ như là làm ma trận chuẩn bị A nhé, là C đi. Mình dùng có lệnh transpose. Các bạn có thể nhìn thấy là session, cái session window rồi. Thì cái C này là ma trận 3x2. Nó chuẩn bị. Và thường là ma trận chuẩn bị của ma trận A. Tiếp theo là mình sẽ làm phép toán cộng nhé. D bằng A cộng B. Rồi. Là cộng các phần tử A với B. Tương tự có phép cộng, người ta sẽ có phép trừ. Rồi. Bây giờ đến phép nhân đi. A chấm nhân B. Tại sao mình để dấu chấm ở đây? Dấu chấm là để nhân giữa các phần tử của A với các phần tử của B. Còn nếu mình bỏ dấu chấm đi thì sao? Tuy nhiên là không nhân được rồi. Bởi vì là không thể có ma trận 2x3 nhân với ma trận 2x3 được. Vì vậy mình phải nhân 2 x 3, phải nhân với 3 x 2, và 3 x 1, và 3 nhân bao nhiêu đấy. Thì ở đây thì mình có hàng C, ma trận C là ma trận chuẩn bị có kích thước là 3 x 2. Thì mình sẽ lấy thử ma trận A nhân ma trận C nhé. Đấy, nó được tạo được một ma trận là 2 x 2. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tính định thức ma, là cái định thức này, ma trận chuẩn bị này, và giá trị riêng của ma trận. Đầu tiên mình sẽ tạo một ma trận ví dụ nhé.
Rồi. Thì đầu tiên là tính định thức này. Chữ 3. Tiếp theo là tính ma trận nghịch đảo của ma trận A. Ma trận nghịch đảo của ma trận A. Một ứng dụng nữa của ma trận ở đây là tính giá trị riêng của ma trận. Thì ở đây kết quả trả về là D ở đây theo các cột đây là vector riêng. Còn E ở đây giá trị này tương ứng là giá trị riêng đối với từng vector riêng của ma trận A. Thì mình sẽ đưa lên cho các bạn là một trong những ứng dụng của ma trận, đấy là giải hệ phương trình. Thì giả sử mình có hệ phương trình như sau. Đây, x cộng y cộng 150, y cộng y 3x cộng 4y cộng 5z bằng 200 và x cộng 2y trừ z bằng 100. Thì như sau, thì tạo ma trận A trước này. Là chứa hệ số của các ẩn này. Đây là bên phải của các ẩn, về bên phải của hệ phương trình. Đây mình sẽ đưa ra cách giải của hệ phương trình như sau. Thứ nhất là mình có câu lệnh là đây sẽ là các nghiệm của hệ phương trình trên, hoặc mình có một thuật toán khác như sau. Bây giờ thì để kiểm tra lại phương trình xem có đúng nhá, thì mình sẽ lấy ma trận A nhân với ma trận C sẽ có bằng ma trận B không nhỉ? Đúng luôn. Và đó là tất cả những gì mình đã nói ra cho các bạn, tổng kết là giới thiệu về Solid Thinking Compose, đưa ra các tạo ma trận, xử lý ma trận này, các phép toán trong ma trận và giải hệ phương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.